Quý vị đang theo dõi kênh Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Khuyên người bỏ sự tham dục. Nguyên tác Dục Hải Hồi Cuồng. An Sĩ Toàn Thư tập 4. Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải. Quyển 3. Giải trừ nghi vấn. Tổng luận về nghiệp tham dục. Phần tiếp theo. Giải đáp nghi vấn về thân trung ấm. Phần này có 7 mục hỏi đáp. Hỏi: Kinh điển có nói đến thân trung ấm, đó là nói đến điều gì? Đáp: Đó là chỉ cho thần thức như kinh Niết Bàn. Kinh Niết Bàn, tức kinh Đại Bát Niết Bàn, tổng cộng 40 quyển, do ngài Đàm Vô Sấm dịch sang Hán ngữ. Ngoài ra còn có 2 quyển hậu phần, nội dung nói tiếp với 40 quyển trước. Có vậy, đại ý tóm lược như sau: Vào lúc lâm chung, gia đình thân quyến vây quanh than khóc, người sắp chết hoảng hốt kinh sợ, không thể tự chế được mình. Khi ấy, hết thảy những chuyện lành dữ đã làm trong suốt một đời đều hiện ra trước mắt. Sau khi khí ấm trong thân thể mất hết, năm uẩn của quá khứ liền diệt mất đi, rồi khởi sinh thân trung ấm hiện tại. Đến sau khi nhập thai thì thân trung ấm hiện tại diệt mất. Năm uẩn của tương lai sinh ra cũng tương tự như thắp đèn sáng lên thì bóng tối mất, đèn tắt rồi thì bóng tối sinh, tiếp nối thay đổi nhau, không có sự gián đoạn. Hỏi: Người ta thường cho rằng có 3 hồn 7 vía, trong 3 hồn ấy thì một hồn sẽ thác sinh, một hồn ở lại giữ xác và một hồn chịu tội đã làm, điều ấy có thể tin được chăng? Đáp: Đó chỉ là lời hư huyễn của bọn đạo sĩ. Xem vấn đề này trong sách Văn Hiến Thông Khảo, chú giải của soạn giả. Nếu quả đúng vậy, thì mỗi lần thác sinh đều thừa ra 2 hồn ma, một giữ xác và một chịu tội. 10 lần thác sinh thì thừa ra đến 20 hồn ma, cho đến thác sinh 1000 lần thì thừa ra 2000 hồn ma. Mỗi người thừa ra 2000 hồn ma, thì 2000 người ắt sản sinh đến 4 triệu hồn ma. Cứ tích lũy lâu ngày như vậy, ắt là khắp nơi đều có hồn ma. Thử hỏi, những hồn ma lâu ngày ấy rồi tương lai sẽ đi về đâu? Trong cảnh giới của phàm phu, làm sao có được khả năng hóa hiện mỗi người đến 100.000 thân? Lại thử hỏi, hồn ma nào thì may mắn được đi thác sinh, còn hồn ma nào bất hạnh phải đi chịu tội? Hỏi: Bậc chính nhân sau khi lâm chung, ác có thể tự chủ, biết rõ nơi mình đến, vì sao lại có chuyện phải vào thân trung ấm, rồi lúc đó lại nhìn người hóa ra trâu, ngựa, gà, vịt? Đáp: Đến thời điểm ấy không thể tự chủ được mình, cũng giống như sự điên đảo trong giấc mộng, cho dù là bậc thánh nhân cũng mắc phải. Như Khổng Tử lẽ nào chẳng biết Chu Công đã chết trước đó mấy trăm năm rồi, nhưng trong giấc mộng lại thấy gặp Chu Công, mà chưa hẳn lúc đó đã nhận biết được Chu Công là người đã chết. Lại nữa, lẽ nào Khổng Tử không biết rằng người còn sống không thể nhận sự tế lễ cúng kính, nhưng sau khi nằm mộng lại thấy tự thân mình ngồi giữa điện thờ mà nhận sự cúng tế? Hàng Thanh Văn tái sinh sau khi ra khỏi thai còn quên hết quá khứ. Hàng Bồ Tát còn có sự mê hoặc khi chuyển sinh từ đời này sang đời khác. Huống chi là những kẻ phàm phu. Hỏi: Vào giây phút lâm chung mà khởi sinh dục niệm, ắt phải đọa lạc. Tuy nhiên trong sách này, ở phần quán luân hồi có nói rằng chúng sinh ở châu Cù Gia Ni, khi vào thân trung ấm, nhìn thấy thiên nữ rồi ôm lấy, liền được sinh lên cõi trời, sao có thể như thế được? Đáp: Tâm niệm vào lúc lâm chung quả đúng là hết sức quan trọng. Tuy nhiên phước đức để sinh lên cõi trời vốn là do chúng sinh đã tạo ra trong suốt cuộc đời mình. Ví như thân cây nghiêng hẳn về hướng đông thì khi đốn gốc ắt phải ngã về hướng đông, nếu nghiêng về hướng tây thì khi đốn gốc phải ngã về hướng tây. Hỏi: Trong Quán Kinh mô tả chính phẩm vãng sinh Cực Lạc, thảy đều thấy hiện tướng hoa sen. Trong sách này nói
chúng sinh ở châu Uất Đan Việt được sinh cõi trời thuộc hàng trung phẩm, cũng nhìn thấy hiện tướng hoa sen, như vậy làm sao phân biệt? Đáp: Quán Kinh dạy rằng, trong chín phẩm vãng sinh thì mỗi phẩm đều có hóa Phật hiện ra tiếp dẫn người được vãng sinh, còn người sinh lên cõi trời tất nhiên là không nhìn thấy hóa Phật. Hỏi: Trong sách này nói rằng, nếu người đọa sinh vào thai của loài chó, lợn, đều nhìn thấy có các mỹ nữ xinh đẹp, chúng sinh ở châu Cù Gia Ni được sinh về cõi trời cũng nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp, vậy làm sao phân biệt? Đáp: Tuy nhìn thấy như nhau, nhưng một bên thuộc về tình dục, một bên thuộc về tâm tưởng. Tâm tưởng thì nhẹ nhàng thanh khiết nên sinh lên cõi trời, dục tình thì thô trược nặng nề nên phải đọa lạc. Như trong Kinh Lăng Nghiêm có dạy, người lâm chung xét theo hai phần tình và tưởng trong tâm thức. Nếu chỉ hoàn toàn là tưởng, ắt nhẹ nhàng bay lên, sinh về cõi trời. Nếu có thêm phúc đức trí tuệ cùng với nguyện lực thanh tịnh, thì tự nhiên tâm thức khai mở, vãng sinh về cõi Phật. Nếu tình ít tưởng nhiều, ắt sinh làm phi tiên, quỷ vương hoặc loài dạ xoa có khả năng phi hành. Nếu tình và tưởng ngang nhau thì chẳng sinh lên cao, chẳng đọa xuống thấp, liền tái sinh cõi nhân gian. Trong cõi nhân gian, nếu niệm tưởng hiền thiện nhiều thì được thông minh, sáng suốt. Nếu dục niệm nhiều thì ngu si, đần độn. Nếu tình nhiều tưởng ít, ác đọa vào loài súc sinh. Trong loài súc sinh, nếu ác nghiệp nặng nề thì sinh làm các loài thú trên đất liền. Nếu nghiệp ác nhẹ hơn thì sinh làm các loài chim. Nếu có đến 7 phần tình, 3 phần tưởng, ác đọa làm các loài dưới nước hoặc sinh làm ngạ quỷ. Nếu có đến 9 phần tình, chỉ 1 phần tưởng, ác phải đọa vào địa ngục. Tội nhẹ thì vào địa ngục hữu gián, có lúc được tạm ngừng. Tội nặng thì vào địa ngục vô gián, phải chịu tội khổ, không có lúc nào ngừng nghỉ. Nếu chỉ thuần là tình mà không có tưởng thì đọa vào địa ngục A Tỳ. Hỏi: Người đọa vào địa ngục A Tỳ vừa mới vào liền gặp 84,000 rừng đao kiếm, nhưng lại nhìn thấy như rừng cây báo, gặp núi lửa hừng hực nóng, nhưng lại nhìn thấy như hoa sen, gặp những con chim mỏ sắc, nhưng lại thấy như giống chim nhạn hiền lành. Người sinh về cõi trời cũng nhìn thấy những cảnh tượng giống như vậy, làm sao phân biệt? Đáp: Người đọa vào địa ngục lúc lâm chung do lửa nghiệp thiêu đốt nên khởi sinh vọng tưởng, do vọng tưởng ấy mà thành ra vọng kiến. Còn người được sinh lên cõi trời thì bốn đại nhanh nhẹ, khi nóng có gió mát thổi qua, khi lạnh có khí ấm xông lên, nên không thể xem là giống nhau được. Giảng rõ chỗ vi diệu của thể tánh. Phần này có 7 mục hỏi đáp, chú giải của soạn giả. Hỏi: Quý Lộ thư hỏi về chuyện sống chết, Trọng Ni, tức là Đức Khổng Tử, từ chối không nói. Trích từ sách Luận Ngữ, chương Tiên Tiến, tiết 11, nguyên văn. Quý Lộ vấn sự quỷ thần, tự viết vị năng sự nhân, yên năng sự quỷ, viết cảm vấn tử, viết vị tri sinh, yên tri tử. Quý Lộ hỏi việc thờ cúng quỷ thần. Khổng Tử đáp: Chưa phụng sự được con người, làm sao phụng sự được quỷ thần? Lại nói: Dám sinh được hỏi về sự chết. Đáp: Chưa rõ việc sống, sao có thể biết về sự chết? Riêng ông lại nói mãi không thôi về chuyện sống chết, chẳng phải là chỉ truy tìm những chuyện vô ích mà hành xử quái lạ khác người đó sao? Đáp: Thật ra Đức Khổng Tử đã đáp rằng, chưa rõ việc sống sao có thể biết về sự chết. Đó là cách uyển chuyển dẫn dắt khai mở của phu tử, không phải là tránh né cự tuyệt không đáp. Khổng Tử cũng từng nói, sống chết cũng là chuyện lớn vậy. Trích từ sách Trang Tử, chú giải của soạn giả. Như vậy, sao có thể nói bàn chuyện sống chết là vô ích, là khác đời? Hỏi:
cái mà đạo Phật gọi là thể tánh đó phải chăng là tuyết không thiện không ác? Đáp: nếu cho rằng không có thiện không có ác, như vậy là rơi vào chỗ trống không mê muội, tức là tuyết đoạn diệt. Người đời nếu không vướng mắc chấp có, ác sẽ vướng mắc chấp không. Nếu không vướng mắc chấp vào chỗ vừa có vừa không, ác sẽ vướng mắc chấp vào chỗ chẳng có chẳng không. Cho nên kinh Quán Phật Tam Muội ví sự thấy biết hạn hẹp nay như những người mù sờ voi. Những người mù bẩm sinh thì chưa từng nhìn thấy con voi. Có vị quốc vương cho gọi một số người mù như thế đến hỏi rằng: các ông có muốn biết hình dạng con voi không? Những người mù đều thưa là muốn biết. Vua liền sai người quản tượng dắt một con voi ra trước sân, rồi bảo những người mù ấy cùng đến sờ con voi. Sau đó vua hỏi: các ông bây giờ đã biết được hình dạng con voi hay chưa? Tất cả đều nói là đã biết. Vua liền bảo họ mô tả. Người sờ tay, voi nói: con voi tròn, mỏng như cái sàn. Người sờ mũi, voi nói: con voi đầu to đầu nhỏ giống như cây đàn. Người sờ ngạp voi nói: con voi tròn và dài giống như cái cọc gỗ. Người sờ lưng voi nói: con voi giống như cái nhà. Người sờ bên sườn voi nói: con voi giống như tấm vách. Người sờ đuôi voi nói: con voi giống như cái chổi lớn. Người sờ dưới chân voi nói: con voi giống như cây cột đình. Những người mù ấy ai cũng cho rằng mình nói đúng, ra sức tranh cãi với những người khác. Họ cãi nhau không ngừng cho đến cuối cùng xông vào đánh nhau. Nhà vua liền cười nói: các ông đều chưa biết được hình dạng con voi. Người nói cây sàn, đó là tai voi. Người nói cây đàn, đó là mũi voi. Người nói cây cọc, đó là ngà voi. Người nói cái nhà, đó là lưng voi. Người nói tấm vách, đó là sườn voi. Người nói cây chổi, đó là đuôi voi. Người nói cột đình, đó là chân voi. Những người mù nghe vua nói tuy không dám cãi lại, nhưng trong lòng vẫn tin rằng chỗ sờ biết của mình là chính xác không sai. Người đời khi chưa giác ngộ mà nói về thể tánh cũng giống như vậy thôi. Hỏi: hết thảy vạn vật có thành ác có hoại, có khởi đầu ác có kết thúc, như vậy thể tánh có sinh có diệt hay chăng? Đáp: thông thường tất cả những gì có hình tướng ác phải có thành, có hoại, có sinh ra, có diệt mất. Nhưng thể tánh vốn không hình tướng, làm sao có sự sinh diệt? Hỏi: như vậy phải chăng thể tánh giống như hư không? Đáp: không phải vậy. Cái không của hư không là trống không mê muội, không có nhận biết. Cái không của thể tánh gọi là chân không, là cái không chân thật. Hỏi: tai với mắt là phần hình tướng, khả năng nghe, thấy là phần thức. Nếu thần thức quả thật không bị diệt mất, ắt khả năng nghe thấy từ lúc nhỏ cho đến lớn đều phải như nhau. Thế nhưng người già đi thì mắt lờ, tai điếc, cho nên tánh thấy, tánh nghe cũng có sự già biết. Theo đó mà suy xét thì biết thần thức cũng có sự sinh diệt. Đáp: mắt lờ, tai điếc đều là do thân thể suy yếu mà ra, nào có liên quan gì đến tánh thấy, tánh nghe. Con mắt nhìn thấy không phải tự nó có khả năng thấy, mà phải dựa vào tánh thấy mới có thể thấy. Lỗ tai nghe tiếng cũng không phải tự nó có thể nghe, mà phải dựa vào tánh nghe mới có thể nghe. Nếu cho rằng con mắt có thể tự nó nhìn thấy, ắt người chết còn trừng mắt cũng có thể thấy, và lúc nằm mộng thì con mắt nhắm, nên lẽ ra không thể nhìn thấy được đủ mọi hình tượng trong mộng. Nếu cho rằng lỗ tai có thể tự nó nghe được, ắt người chết vẫn tai cũng có thể nghe. Và lúc nằm mộng, thân thể ở trên giường lẽ ra không thể nghe được những âm thanh trong mộng ở những nơi xa xôi khác. Xét như vậy thì tánh thấy, tánh nghe làm sao có sự sinh diệt? Hỏi: nói rằng thể tánh không có sự sinh diệt tôi đã tạm hiểu được, nhưng nói rằng thể tánh không có sự đến đi tôi thật chưa hiểu được. Đáp: nếu thấy có các pháp
chợt đến chợt đi, đó đều là do tâm vọng tưởng, không phải thể tánh chân thật. Chân tánh rộng lớn, bao trùm cả hư không, cho đến thế giới đại thiên nằm trong thể tánh của ta, bất quá cũng chỉ như bọt nước nổi trên mặt biển mênh mông mà thôi. Hỏi: sự báo ứng trong ba đường ác cho đến việc thác sinh trong cõi nhân gian, nếu luận về hình tướng là do Diêm Vương phán quyết, nhưng nếu luận về thể tánh thì đều do nghiệp đã tạo của mỗi người tự chiêu cảm lấy. Xin hỏi, như vậy thì điều nào đúng, điều nào sai? Đáp: nếu không vướng mắc bám chấp thì cả hai thuyết đều đúng, còn nếu vướng mắc bám chấp thì cả hai thuyết đều sai. Ví như vợ chồng cùng sinh ra một đứa con, nếu cả hai đều vô tâm, cho dù mỗi người đều nói rằng đó là con tôi sinh ra, cũng chẳng gây tổn hại gì. Nhưng nếu hai người khởi tâm sân hận tranh đoạt cùng nhau, mỗi người đều cho rằng đứa con là do mình sinh ra, không phải người kia sinh ra, khi ấy thì cả hai người đều sai cả. Nguyên nhân rơi vào các đường ác. Phần này có 10 mục hỏi đáp, chú giải của soạn giả. Hỏi: các loài chim như uyên ương, am thuần, bồ câu do đời trước tạo nghiệp dâm dục, nên đời này sinh làm loài chim cũng nặng nghiệp dâm dục. Nhưng loài chim nhạn một khi mất bạn tình thì đến chết cũng không tìm con khác. Có thể thấy rõ là đời trước không tạo nghiệp tà dâm, vậy thì sao phải đọa vào loài chim? Đáp: tà dâm chỉ là một trong 10 nghiệp xấu ác. Cả 10 nghiệp ấy đều có thể đưa đến việc đọa làm súc sinh. Nhưng các loài uyên ương, am thuần, bồ câu đều nặng tính dâm, đều do nghiệp tà dâm mà đọa vào loài súc sinh. Nhưng nghiệp báo của loài chim nhạn có thể là do những điều xấu ác khác. Trong luận câu xá có nói rằng, như người tạo nghiệp xấu ác phải đọa vào loài súc sinh thì mỗi người cũng đều có sự khác biệt. Nói chung thì nếu dâm dục nặng nề sẽ đọa sinh làm các loài chim bồ câu, chim sẻ, chim uyên ương. Nếu sân hận nặng nề sẽ đọa sinh làm các loài rắn rết, bọ cạp. Nếu nhiều si mê sẽ đọa sinh làm các loài dê, lợn, nghêu, sò. Nếu nhiều kiêu mạn sẽ đọa sinh làm cọp, sói, sư tử. Nếu thường lăng xăng, diễu cợt sẽ đọa sinh vào loài khỉ. Nếu nhiều tham lam, đố kỵ sẽ đọa sinh làm loài chó đói. Hỏi: người tạo nghiệp xấu ác phải đọa nhập thai vào loài súc sinh, lúc ấy có tự biết được đó là súc sinh hay chăng? Đáp: vào lúc ấy không thể tự chủ được. Hỏi: vì sao khi chết không thể tự chủ được? Đáp: thật ra trong lúc sống cũng có bao giờ tự chủ được đâu. Cùng một cô mỹ nữ xinh đẹp, người tham dâm nhìn thấy thì tham luyến yêu mến vô vàn, người đàn bà ghen tuông nhìn thấy thì căm hận đến tận xương tủy. Hiện tại đã bị ngoại cảnh sai xử như thế, huống chi là sau khi chết. Hỏi: xưa có vị thiên vương cõi trời Đao Lợi, tự biết mình tuổi thọ sắp hết, theo nghiệp lực sắp phải đọa làm con lừa, liền chí tâm quy y Tam Bảo. Sau đó khi nhập vào thai lừa, lừa mẹ liền lập tức bị sảy thai, ngay khi ấy tái sinh trở lại vẫn làm thiên vương. Chuyện này phải giải thích thế nào? Chuyện này được kể trong kinh Pháp Cú Dụ, chú giải của soạn giả. Đáp: vị ấy có phúc đức đời trước hết sức sâu dày, nên mới có thể thay đổi quay lại làm thiên vương cõi trời. Nếu không, ác vào lúc nhập thai, dù lừa mẹ ở trước mắt nhưng chỉ thấy như mỹ nữ, dù mùi phẫn uế hôi hám trong chuồng bốc lên vẫn ngửi thấy như mùi hương chiên đàn, liền sinh tâm ưa thích. Hỏi: người đời số lượng rất đông, việc đời hết sức đa đoan phức tạp, nếu mỗi sự việc đều ghi chép chi li thì dù cả núi mật cũng không đủ dùng. Diêm Vương vì sao phải khổ công phí sức lo lắng ghi chép những việc ấy? Đáp: hết thảy các pháp đều do tâm tạo, tâm có thể tạo ra cung điện cõi trời.
cũng có thể tạo ra cảnh địa ngục. Bên trong cung điện cõi trời có rất nhiều cảnh đẹp, nhưng hoàn toàn không phải do xây dựng mà có. Người tái sinh về cõi trời tự nhiên có đủ tất cả để thọ hưởng. Dưới địa ngục có vô số hình cụ chi ly, cũng không phải do kiến tạo mà thành. Người bị đọa vào trong đó tự nhiên có đủ tất cả rồi phải chịu khổ. Hỏi, lúc còn sống thì bao nhiêu nỗi đau đớn khổ não đều do có thân thể này nhận chịu. Sau khi chết không có thân thể thì còn ai chịu khổ? Đáp, đau đớn khổ não là ở nơi thần thức, không phải ở nơi thân xác. Nếu đau đớn là ở nơi thân xác thì lẽ ra người chết cũng phải biết đau. Hỏi, người tạo nghiệp xấu ác tất nhiên phải chịu tội nặng, thế nhưng những ngục tốt, quỷ vương kia cũng hành hạ người cực kỳ độc ác, vậy họ phải chịu quả báo ở địa ngục nào? Đáp, nếu theo sự mà luận thì ngục tốt ở thế gian vâng lệnh quan phủ đánh người, chắc chắn không thể lại phải chịu tội đánh người. Còn theo lý mà luận thì tất cả ngục tốt, quỷ vương nơi địa ngục kia cũng đều từ trong tâm thức của tội nhân hóa hiện ra mà thôi. Hỏi, nếu địa ngục đã là cảnh giới thật có, lẽ ra nên khiến cho tất cả người đời đều được nhìn thấy, như thế họ mới có thể tin nhận. Đáp, người được nhìn thấy cảnh địa ngục thì khắp nơi đều có, chỉ tiếc là những người đã nhìn thấy rồi thì không thể quay về để nói lại. Hỏi, Đức Như Lai dùng một ngón chân nhấn xuống đất, khắp thế giới đại thiên liền hóa thành màu vàng ròng trang nghiêm. Chuyện này được kể trong kinh Duy Ma Cực. Với sức thần thông như vậy, sao Ngài không phá tan hết địa ngục trong mười phương, giúp cho những chúng sinh đang chịu khổ địa ngục đều được sinh về cõi Phật? Đáp, bậc đại y vương cũng không thể chữa trị được những bệnh nhất định phải chết, không chữa trị được cho những người không chịu dùng thuốc. Những kẻ tạo nghiệp xấu ác là tự mình chiêu cảm quả báo khổ não. Bồ Tát không thể cứu cho họ được miễn tội. Cũng giống như kẻ nghèo khổ không có phúc đức, người giàu có cũng không thể thay họ ăn uống để khiến họ được no. Hỏi, nếu những nghiệp nhất định như thế đã không tránh được thì Pháp Phật cũng chẳng thể làm thay đổi gì. Thế nhưng trong kinh điển thường luôn nói là cứu độ vô lượng chúng sinh, thế là nghĩa gì? Đáp, tất cả những khổ não của thế gian đều do nghiệp xấu ác mà thành. Khuyên người không tạo nghiệp ác để dứt trừ tận gốc mọi khổ não, như vậy chẳng phải là cứu độ hay sao? Nguyên nhân thiết lập lễ nghi cưới gả. Phần này có 8 mục hỏi đáp, chú giải của soạn giả. Hỏi, chuyện dâm dục nếu đã đứng đầu trong muôn điều xấu ác, bậc thánh vương thời xưa khi cai trị lẽ ra phải ngăn tuyệt dứt sạch, thế nhưng vua Phục Hy lại bày ra chuyện mai mối để kết nối hai bên nam nữ, tác thành hôn nhân, như vậy là thế nào? Đáp, đó chính là vì muốn ngăn dứt sự dâm dục hỗn loạn trong thiên hạ. Nếu không thiết lập chuyện lễ nghi hôn nhân, ắt kẻ nam người nữ khắp trong thiên hạ, bất kể là ai cũng có thể làm chuyện dâm dục với nhau, giống như loài cầm thú, rồi khi sinh ra con cái ắt cũng sẽ ruồng bỏ không nuôi dưỡng. Vì thế nên phải bày ra phương tiện thiết lập lễ nghi phép tắc hôn nhân để cho khắp trong thiên hạ mỗi người đàn ông đều chỉ sống như vợ chồng với vợ của mình, phụ nữ cũng chỉ sống như vợ chồng với chồng của mình, cha mẹ đều có trách nhiệm biết nuôi dưỡng con cái, tất cả đều theo đúng một phép tắc như nhau mới không rối loạn. Hỏi, tại sao lại giao quyền tác hợp đôi bên nam nữ cho người mai mối? Đáp, thông qua mai mối là vì sợ có những kẻ xảo trá, gian dối, vì muốn lấy người đẹp mà chê bỏ người xấu, tạo ra sự tranh giành lẫn nhau. Hỏi, vì sao phải thiết lập nhiều lễ nghi như vấn danh, nạp cát, thỉnh kỳ? Đáp,
vì sợ đời sau có những kẻ buông thả, phóng túng, dễ dàng ăn nằm, hỗn tạp với nhau, nên phải bày ra những lễ nghi rõ ràng như thế để buộc họ phải tuân theo. Hỏi: nguyên nhân ban đầu của việc thiết lập lễ nghi hôn nhân nay tôi đã rõ, nhưng không biết chuyện quan hệ nam nữ có nguồn gốc ban đầu từ lúc nào? Đáp: dựa theo Kinh Khởi Thế Nhân Bản. Kinh Khởi Thế Nhân Bản tổng cộng 10 quyển do Ngài Đạt Ma Cấp Đa dịch sang Hán ngữ, được xếp vào Đại Chánh Tạng thuộc tập 1, kinh số 25. Thì vào khi thế giới mới thành lập, tất cả chúng sinh đều từ nơi cõi trời Quan Âm đầu thai xuống, tự nhiên hóa sinh, không phải sinh ra từ bụng mẹ. Khi ấy, mặt đất ở cõi này sản sinh vật chất có vị ngọt như mật ong. Chúng sinh ăn vào, tự nhiên đầy đủ khí lực. Nhưng qua một thời gian dài tham ăn, những thức ăn đó, hình dung sắc tướng chúng sinh dần dần thay đổi, trở thành xấu xí, liền sinh ra những gân, mạch, xương, tủy và bắt đầu phân chia thành hình tướng nam nữ khác nhau, sau đó mới khởi sinh tình dục. Đó chính là khởi nguyên ban đầu của chuyện quan hệ nam nữ. Hỏi: Nho gia cho rằng tội bất hiếu có ba điều, trong đó không sinh con nói giỏi là tội lớn nhất. Đức Phật lại dạy người lìa bỏ gia đình xuất gia tu đạo, hơn nữa còn hết sức chỉ rõ những điều nguy hại trong đời sống thế tục. Vì sao Nho giáo và Phật giáo đôi bên lại khác biệt nhau như thế? Đáp: nhìn từ góc độ thế gian thì chỗ làm tốt đẹp của Nho giáo và Phật giáo tuy có khác biệt nhau, nhưng đôi bên cũng đều hướng đến việc giúp cho xã hội được yên ổn, thịnh trị. Người đời căn cơ, khí chất khác biệt nhau, có những chỗ Phật Pháp không giáo hóa được mà Nho giáo có thể giáo hóa, lại có những chỗ Nho giáo không thể giáo hóa mà Phật giáo có thể giáo hóa. Vì thế, bậc thánh nhân của tam giáo chỉ Phật giáo, Nho giáo và Lão giáo, tuy đồng tâm hiệp lực giáo hóa người đời, nhưng không thể không phân chia thành các phương diện khác nhau. Mỗi đạo đều lập ra tông phái riêng, có phương thức giáo hóa riêng, tên gọi tuy phân làm ba, nhưng thực chất cũng chỉ là một mà thôi. Ví như ba vị lương y đều muốn trị bệnh cứu người, nhưng bệnh tật của người đời vốn nhiều khác biệt. Nếu cả ba cùng học một phương pháp như nhau, thì việc chữa trị sẽ không được rộng khắp. Lại ví như khi gặp nạn binh lửa, có ba vị trưởng giả đều muốn cứu dân ra khỏi thành. Nếu cả ba cùng mở một cửa thành thì không thể cứu được nhiều người. Cho nên, nếu có thể hết sức làm theo lời dạy của Đức Khổng Tử, ắt rằng Đức Thích Ca nhìn thấy cũng vui. Nếu có thể hết sức làm theo lời dạy của Đức Thích Ca, ắt Đức Khổng Tử nhìn thấy cũng vui. Nếu cho rằng phải làm theo đạo của ta mà tốt đẹp, ta mới hài lòng, không làm theo đạo của ta mà tốt đẹp, ta vẫn không hài lòng. Như vậy, ắt không thể là Phật, là Thánh được. Đời Tùy, Lý Sĩ Kim từng nói rằng, tam giáo như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các tinh tú, không thể thiếu một trong số đó. Trích từ sách Tùy Thư, chú giải của soạn giả. Người đời sau đối với việc này tranh luận không thôi, chỉ bộc lộ ra chỗ hẹp hòi của chính mình mà thôi. Hỏi: có người nói rằng các vị thánh nhân như Phụng Hy, Hoàng Đế đều là các vị Đại Bồ Tát ứng hiện, hóa thân, không biết có đúng không? Đáp: cũng có thể có khả năng đó. Nhà làm cung giỏi thì con cái trước hết cho học làm các loại nia, sàng. Nhà luyện đúc kim khí giỏi thì con cái trước hết cho học làm áo long cừu. Câu này lấy ý từ sách Lễ Ký, Thiên Học Ký, ngụ ý sự việc tuy khác biệt nhau nhưng có sự tương thông, như học làm nia, sàng thì giỏi uống tre, sau đó mới có thể làm cung. Trong đạo Phật có pháp quyền biến, có pháp xác thực, có pháp tiệm tu, có pháp đốn nhập, lìa bỏ dục tình, xuất gia tu đạo,
đó là pháp xác thực đốn nhập. Lập gia đình, tại gia, tu tập, đó là pháp quyền biến, tiệm tu. Ví như có người chưa thể ăn chay trường, thì trước hết nên khuyên họ dùng ba loại thịt sạch, ba loại thịt thanh tịnh, tam tịnh nhục. Đó là thịt của con vật mà, một, mắt ta không nhìn thấy con vật ấy vì mình mà bị giết. Hai, tai không nghe người đáng tin nói rằng con vật ấy vì mình mà bị giết. Ba, không có bất kỳ lý do gì để nghi ngờ rằng con vật ấy vì mình mà bị giết. Các bậc thánh nhân của Tam giáo đều cùng một tâm này, cùng một lý này. Hỏi, ví như nhân loại ai ai cũng dứt tuyệt chuyện dâm dục, thì trăm năm sau ắt loài người không còn nữa, như thế thì sao? Đáp, trong cõi đời ô trược này, trai gái đến tuổi đôi mươi chưa kịp cưới gả thì đã lén lút nhìn nhau, chực đi theo nhau, làm sao có việc ai ai cũng dứt chuyện dâm dục. Chỉ cần ông tự nhìn lại mình xem, chỉ sợ đã không làm được như vậy, huống gì người khác. Như người chài lưới một ngày nghĩ không bắt cá lại lo xong nhiều cá, thuyền đi không thông, thật chẳng khác gì người nước kỹ lo trời sập xuống. Xưa có người nước kỹ vì lo trời có thể sập xuống mà bỏ ăn bỏ ngủ. Người sao dùng điển tích này để chỉ những người lo chuyện không đâu, tương tự như tục ngữ ta có câu lo bò trắng răng. Hỏi, tuy nói thế nhưng nếu quả thật có chuyện ấy xảy ra thì sao? Đáp, nếu quả được như vậy thì lúc đó khắp thế gian này sẽ đều giống như chư thiên hóa sinh, không còn phải sinh ra từ tù ngục bào thai nữa. Nghi vấn về sám hối và vãng sinh. Phần này có 7 mục hỏi đáp, chú giải của soạn giả. Hỏi, nếu đã lỡ tạo nghiệp dâm dục, nên đối trước bàn thờ Phật mà sám hối, hay nên dựa vào tự tâm mình mà sám hối? Đáp, tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Việc đối trước bàn thờ Phật mà sám hối không hề ngăn ngại việc dựa vào tự tâm sám hối. Dựa vào tự tâm sám hối cũng không ngăn ngại việc sám hối trước bàn thờ Phật, đâu nhất thiết phải chọn một trong hai. Hỏi, những nghiệp dâm dục tạo ra trong đời này tất nhiên cần sám hối để tiêu trừ, nhưng với những nghiệp dâm dục đã tạo ra trong quá khứ đời trước mịt mờ không nhớ biết được thì cần gì phải sám hối? Đáp, tất cả chúng ta từ vô lượng kiếp đã qua cho đến hôm nay, bất kể là thọ thân bằng cách nào trong bốn cách sinh, tứ sinh, bao gồm thai sinh, sinh ra từ bào thai, noãn sinh ra từ trứng, thấp sinh ra từ điều kiện môi trường ẩm ướt, và hóa sinh do biến hóa sinh ra, tất cả chúng sinh đều sinh ra từ một trong bốn cách này. Bất kể là thác sinh vào đâu trong sáu nẻo hay sáu đường lục đạo, bao gồm tất cả các cảnh giới thuộc cõi trời, thiên, cõi người, nhân, cõi Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, mỗi đều đã trải qua vô số lần sinh ra như thế. Đối với các tội ác nặng nề nghiêm trọng, mỗi loại đều đã tạo tác vô số lần. Nếu chỉ sám hối tội lỗi đời này mà không nghĩ đến quá khứ, chẳng phải là diệt cỏ mà để lại gốc đó sao? Hỏi, đối với việc nhân quả thiện ác báo ứng, cha con cũng không thể chịu thay cho nhau. Nay sám hối tội lỗi của chính mình e còn chưa hết, lại vì tất cả chúng sinh mà sám hối, chẳng phải là nói quá lắm sao? Đáp, chỉ cầu lợi ích cho mình mà không nghĩ đến lợi ích cho người khác, đó là quan điểm của kẻ phàm phu. Tự mình chưa được giải thoát đã lo nghĩ đến việc cứu độ người khác, đó là tâm lượng Bồ Tát. Vua Vũ lo nghĩ đến trong thiên hạ, có người chìm đắm như chính mình bị chìm đắm, có người đói khổ như chính mình bị đói khổ. Trích từ sách Mạnh Tử, Thiên Ly Lâu Hạ. Khổng Tử từng nói ra chí nguyện của Ngài là mong cho khắp thiên hạ người già đều được sống yên vui, người trẻ tuổi nuôi dưỡng được hoài bão. Trích từ sách
Luận Ngữ, Phạm Trọng Im trong Nhạc Dương Lâu Ký có viết rằng: khi cần lo nghĩ thì lo trước thiên hạ, khi được vui sướng thì vui sau thiên hạ. Hỏi: như vậy dâm dục đúng là cội nguồn của sinh tử, không thể không dứt trừ. Tuy nhiên, pháp môn xuất thế là chuẩn bị cho đời sau. Vậy đợi đến tuổi già hãy lo việc tu hành, hẳn cũng chưa muộn. Đáp: việc đời nói chung, lo sớm thì nên chuyện, để muộn thì hỏng việc. Nếu đợi tuổi già mới bắt đầu tu tập, thật chẳng khác nào khi đói mới đi cày ruộng, lúc khác mới lo đào giếng. Huống chi người sống được cho đến tuổi già, trước mắt nhìn thấy cũng không nhiều. Người trong thiên hạ ai ai cũng bon chen bận rộn, cho đến tận lúc tuổi già sức yếu, liệu được mấy người có thể sớm buông xả việc đời mà lo chuyện tu tập trước lúc chết. Hỏi: chúng sinh trong đời mạt pháp thật nghèo khổ túng thiếu vô cùng, trong khi các cõi Phật thì lầu gác cung điện thảy đều bằng bảy món báo xinh đẹp trang nghiêm, vì sao lại có sự khác biệt bất đồng quá mức như vậy? Huống chi Đức Phật luôn xem tất cả chúng sinh đều bình đẳng như con một của Ngài, sao chẳng phân chia ơn huệ trong khắp mười phương để tất cả chúng sinh đều cùng được thụ hưởng sự vui thú? Đáp: khổ vui khác biệt một trời một vực, đó là quả trong hiện tại. Nhưng tạo ra quả hiện tại, đó lại chính là do nhân quá khứ. Trong nhân quá khứ đó, hết thảy chúng sinh đều tạo nghiệp giết hại. Chỉ riêng Bồ Tát tu tập từ bi, hết thảy chúng sinh đều đam mê sắc dục. Chỉ riêng Bồ Tát tu tập hạnh thanh tịnh, hết thảy chúng sinh đều tham lam keo lận. Chỉ riêng Bồ Tát ưa thích bố thí. Việc làm thiện ác đã khác xa nhau một trời một vực, không ai có thể làm thay cho nhau, thì quả báo khác biệt một trời một vực cũng không ai có thể gánh chịu thay nhau. Ví như hai mắt vua Thuấn đều sáng, so ra để nhìn rõ thì có thừa. Cha vua Thuấn là Cổ Tẩu bị mù, dù chỉ một mắt cũng thiếu. Vua Thuấn tuy là người đại hiếu, liệu có thể lấy bớt một mắt mà chia sẻ cho cha hay chăng? Hỏi: nhà tranh vách đất đơn sơ, đó là thể hiện tấm lòng yêu dân của Nghiêu Thuấn. Xây dựng cung vàng điện ngọc chính là sự xa xỉ ác độc của Kiệt Trụ. Đức Phật đã xem ba cõi như lao ngục, cần gì phải dùng đến bảy báo để trang nghiêm cõi nước? Đáp: một đàn là hút máu muôn dân để dựng xây xa xỉ, một đàn là quả lành của phúc đức ba đời. Đem hai điều ấy mà so với nhau, thật không thể xem như nhau được. Hỏi: cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh tất nhiên vượt trội muôn lần so với thế gian, nhưng cứ theo mô tả trong kinh e rằng có sự thái quá. Nếu nhất nhất tin theo chẳng phải là hoang đường lắm sao? Đáp: những gì người ta tin theo bất quá chỉ là trong phạm vi mắt nhìn thấy, tâm suy tưởng. Những nơi mắt nhìn không thấu đã vội cho là hoang đường, huống chi những điều tâm suy tưởng không đến. Ví như con dung đất chỉ biết ăn bùn trong phạm vi một thước đất, đã lấy đó làm vui, đâu biết đến có rồng xanh nhào lộn ngoài biển lớn, vẫy vùng đạp trên sóng nước, lại như con bọ hung chỉ biết được niềm vui lanh quanh trong đống phận uế, đâu biết đến cánh chim bằng tung bay cao xa ngoài vạn dặm cưỡi mây lướt gió. Đức Như Lai ứng hóa: phần này có bảy mục hỏi đáp, chú giải của soạn giả. Hỏi: người thế gian sinh ra đều từ nơi cửa mình người mẹ, Bồ Tát đản sinh ra đời từ hông bên phải, vì sao vậy? Đáp: người phàm có nhiều dục vọng nên sinh ra từ cửa mình người mẹ, Bồ Tát không có dục vọng nên sinh ra từ hông bên phải. Hỏi: trong ba cõi thì cao quý nhất là đấng thiên đế, nhưng nói rằng khi Đức Như Lai giáng sinh có tứ thiên vương thiên tử cõi trời đao lợi thảy đều cung kính đến hầu, như vậy có phải là đã quá phóng đại sự việc? Đáp: trong kinh nói đến sáu nẻo luân hồi, chư thiên cũng chỉ là một trong số đó. Sáu nẻo luân hồi
bao gồm cả chư thiên: 1. Cõi trời, 2. Cõi người, 3. Cõi Atula, 4. Địa ngục, 5. Ngạ quỷ, 6. Súc sinh. Người đời đối với chư thiên cho rằng không còn ai cao quý hơn, nhưng đối với Đức Phật thì chư thiên chẳng qua cũng chỉ là những chúng sinh phàm tục chưa thoát khỏi sinh tử. Vì thế, mỗi khi Đức Như Lai thuyết pháp, đều có vô số các vị thiên vương đế thích cùng đến cung kính lễ bái, tiếp nhận sự chỉ bày những ý nghĩa nhiệm màu. Ở đây, chỉ xin nêu sơ lược một vài điều, như trong Kinh Hoa Nghiêm chép rằng, lúc bấy giờ, thiên vương từ xa trông thấy Đức Như Lai hiện đến, liền dùng thần lực hóa hiện ra hoa sen báo có tòa sư tử cao 100 vạn tầng để trang nghiêm. Lại có 100 vạn thiên vương đều cung kính đảnh lễ. Kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã tức Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, tổng cộng 600 quyển do Ngài Huyền Trang dịch sang Hán ngữ, được xếp vào Đại Chánh Tạng thuộc tập 5, kinh số 220. Nói khắp cõi thế gian, chư thiên, loài người, Atula đều nên cúng dường Phật. Kinh Đại Bảo Tích. Kinh Đại Bảo Tích tổng cộng 120 quyển do Ngài Bồ Đề Lưu Chí dịch sang Hán ngữ, được xếp vào Đại Chánh Tạng thuộc tập 11, kinh số 310. Chép chư thiên tử ở cõi trời Tứ Thiên Vương, cõi trời Đao Lợi đều ở trên hư không rải hoa cúng dường Đức Như Lai. Kinh Liên Hoa Diện. Kinh Liên Hoa Diện 2 quyển do Ngài Na Liên Đề Gia Xá dịch sang Hán ngữ, được xếp vào Đại Chánh Tạng thuộc tập 12, kinh số 386, nói thiên vương đế thích nhìn thấy Đức Thế Tôn, lập tức bày tòa cao thỉnh Phật lên ngồi, rồi đảnh lễ dưới chân Phật. Kinh Phạm Võng. Kinh Phạm Võng 2 quyển do Ngài Cư Ma La Thập dịch sang Hán ngữ, được xếp vào Đại Chánh Tạng thuộc tập 24, kinh số 1484, chép 18 vị Phạm Thiên, chư thiên ở 6 tầng trời thuộc cõi dục, cùng 16 vị Đại Quốc Vương, tất cả đều chí tâm, chắp tay cung kính, lắng nghe Đức Phật thuyết giới luật Đại Thừa. Kinh Viên Giác. Kinh Viên Giác tức Kinh Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa, một quyển do Ngài Phật Đà Đa La dịch sang Hán ngữ, được xếp vào Đại Chánh Tạng thuộc tập 17, kinh số 842. Dạy rằng lúc bấy giờ Đại Phạm Vương và 28 vị thiên vương liền từ tòa ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật. Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên. Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên tức Kinh Hiền Ngu tổng cộng 13 quyển do nhóm của Ngài Huệ Giác dịch sang Hán ngữ, được xếp vào Đại Chánh Tạng thuộc tập 4, kinh số 202. Nói đế thích đứng hầu bên trái, Phạm Vương đứng hầu bên phải Đức Phật. Kinh Phổ Diệu. Kinh Phổ Diệu tổng cộng 8 quyển do Ngài Trúc Pháp Hộ dịch sang Hán ngữ, được xếp vào Đại Chánh Tạng thuộc tập 3, kinh số 186. Nói Phạm Thiên đứng hầu bên phải, đế thích đứng hầu bên trái Đức Phật. Kinh Tạo Tượng. Kinh Tạo Tượng tức Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Tạo Tượng Công Đức, 2 quyển do Ngài Đề Vân Bát Nhã dịch sang Hán ngữ, được xếp vào Đại Chánh Tạng thuộc tập 16, kinh số 694. Nói Phạm Thiên cầm lọng trắng đứng hầu bên phải, đế thích cầm phất trần màu trắng đứng hầu bên trái Đức Phật. Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa tức Kinh Diệu Pháp Liên Hoa tổng cộng 7 quyển do Ngài Cư Ma La Thập dịch sang Hán ngữ, được xếp vào Đại Chánh Tạng thuộc tập 9, kinh số 262. Nói rằng các vị đại phạm thiên vương cúi đầu và mặt xuống lễ Phật, rồi đi nhiễu quanh Ngài 100.000 vòng cung kính. Những trích dẫn từ kinh điển như thế nhiều không kể xiết. Nếu như phước đức của Như Lai quả thật không sánh bằng chư thiên, ắt trong kinh điển không thể có những lời xưng tán như thế, mà Phạm Vương đế thích cũng không dễ chấp nhận cho những kinh điển ấy được lưu hành rộng rãi. Hỏi, Kinh Ngọc Hoàng nói rằng thiên đế thuyết pháp
Đức Phật đến nghe và tiếp nhận, điều đó lẽ nào không đúng sao? Đáp: Kinh điển của Như Lai do chính Đức Phật tuyên thuyết, Ngài A Nan kết tập, dù một lời cũng không sai dối. Kinh Ngọc Hoàng đó không phải do chính Ngọc Đế viết ra, chưa đáng để tin. Hơn nữa, tuy không khỏi có ý muốn tôn sùng Ngọc Đế, nhưng lại không biết ai là người tôn quý nhất. Ông chưa từng nghe Đức Phật dạy về phước đức cao quý nhất hay sao? Đức Phật dạy rằng, nếu cộng lại tất cả phước đức của những người có phước đức cao quý nhất ở cõi người, cũng không bằng một vị thiên nhân ở cõi trời tứ vương. Nếu cộng tất cả phước đức của những vị có phước đức cao quý nhất ở cõi trời tứ vương, cũng không bằng một vị thiên nhân ở cõi trời Đao Lợi. Ngọc Đế chính là thiên vương ở cõi trời Đao Lợi. Từ cõi trời Đao Lợi trở lên, mỗi một tầng trời cao hơn thì phước đức càng thù thắng hơn. Trải qua bốn tầng trời cao hơn như vậy, lên đến cõi trời tha hóa tự tại, vẫn thuộc về cõi dục. Từ cõi trời tha hóa tự tại lên cao hơn nữa, mỗi một tầng trời cao hơn thì phước đức càng thù thắng hơn. Trải qua 18 tầng trời cao hơn như vậy, lên đến cõi trời sắc cứu cánh, thuộc về cõi sắc. Từ cõi trời sắc cứu cánh lên cao hơn nữa, mỗi một tầng trời cao hơn thì phước đức càng thù thắng hơn. Trải qua 4 tầng trời cao hơn như vậy, lên đến cõi trời phi phi tưởng, thuộc về cõi vô sắc. Cho dù lên đến tận cõi trời ấy, tất cả chư thiên cũng vẫn còn là phàm phu, chưa ra khỏi luân hồi. Lại xét đến trong các bậc thánh xuất thế, có các thánh Thanh Văn, Tiểu Thừa, từ thánh quả Tu Đà Hoàng lên đến thánh quả A-La-Hán, cả thảy có 4 bậc. 4 bậc được nói ở đây tức là 4 thánh quả từ thấp lên cao, bao gồm Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-Na-Hàm và A-La-Hán. Lại xét lên cao hơn thì có các vị duyên giác, độc giác. Lại xét cao hơn nữa tức là các địa vị của hàng Bồ Tát có thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, vân vân, gồm nhiều tầng bậc, mỗi tầng đều có 10 quả vị. Lên cao hơn nữa thì chứng nhập Bồ Tát sơ địa, tức Hoan Hỷ địa, dần lên đến Pháp Vân địa, lại cũng trải qua 10 bậc chênh lệch, sau đó mới lên đến được bậc Đẳng Giác, rồi nhất sinh Bổ Xứ, ấy là sắp sửa thành Phật. Đức Phật được xưng là bậc Đại Pháp Vương vô thượng, vì không còn ai có thể cao quý hơn được nữa. Làm sao có chuyện Ngọc Hoàng thuyết pháp mà Đức Phật lại đến nghe và tiếp nhận? Đại sư Liên Trì trong Chánh Hóa Tập có bàn đến vấn đề này rất chi tiết, rõ ràng. Hỏi: Đức Như Lai đản sanh tại Ấn Độ và khoảng đời Chu Chiêu Vương tại Trung Hoa. Đến thời đại của Khổng Tử thì Phật Pháp đã lưu hành ở Ấn Độ được 500 năm rồi. Vì sao Khổng Tử không được nghe khái lược gì về Phật Pháp? Đáp: Khổng Tử thật có nghe qua về Phật Pháp rồi. Có lần Thái Tể hỏi Khổng Tử rằng: Phu tử có phải bậc thánh chăng? Khổng Tử đáp: Bậc thánh thì ta không dám. Lại hỏi Tam Vương, Ngũ Đế có phải bậc thánh không? Khổng Tử đều không đáp. Thái Tể kinh sợ, thưa hỏi: Vậy ai mới là bậc thánh? Khổng Tử nghiêm sắc mặt giây lát, nói: Ta nghe rằng về phương Tây có bậc đại thánh nhân, không cần cai trị mà người đời không loạn, không cần nói ra mà người đời tự tin theo, không cần giáo hóa mà người đời tự làm theo. Oai nghi thánh đức mênh mông trùm khắp mà người đời không biết gọi tên là gì. Chuyện này chép trong sách Liệt Tử Thiên Trọng Ni, sao có thể nói là Khổng Tử không nghe biết về Phật Pháp? Hỏi: Đạo Phật vào thời Hán Minh Đế mới được truyền đến Trung Hoa, Khổng Tử do đâu được nghe biết? Đáp: Khi Đức Như Lai giáng sinh thì ở Trung Hoa cũng có điềm báo, vào đời Chu Chiêu Vương năm thứ 26, bản trong dân gian, nguyên tác dùng phường bản. Các sách ngày xưa khi được khắc in chia thành hai loại, do triều đình chính thức bỏ tiền khắc in,
gọi là chính bản, do tư nhân tự bỏ tiền khắc in rồi lưu hành, gọi là phường bản, tức là bản in của dân gian. Chép là năm thứ 24 là năm Giáp Dần, ngày mùng 8 tháng 4, mặt trời xuất hiện nhiều vầng sáng bao quanh, có mây lành năm sắc bay vào tận trong cung nội, hào quang chiếu khắp về hướng Tây, mặt đất chấn động nhiều lần, nước trong ao, giếng đều tự nhiên dâng lên đầy tràn ra bên ngoài. Chiêu Vương sai quan thái sử là Tô Do bói quẻ, được quẻ càn, hào cửu ngũ. Trong phần giải thích về quẻ càn, cửu ngũ, Khổng Tử có nói: Thánh nhân tác nhi vạn vật đổ, thánh nhân ra đời vạn vật trông theo. Tô Do tâu lên rằng: Đây là điềm báo ở phương Tây có bậc thánh nhân giáng trần. Sau 1000 năm nữa, giáo pháp của Ngài sẽ truyền đến phương này. Chư Vương liền sai khắc sự việc ấy vào bia đá đặt ở phía trước đền Nam Giao. Những chuyện này được trích từ sách Chu Thư Dị Ký và Bạch Mã Tự Bi Ký, chú giải của soạn giả. Như vậy, những lời Khổng Tử nói ra ắt đều có duyên do. Chỉ có điều vì giáo pháp chưa được truyền đến phương Đông này nên chỉ nói một cách đại lược thôi. Hỏi: Xưa nay những gì ghi chép trong Lục Kinh? Lục Kinh chỉ 6 bộ sách chính thống của Nho gia, bao gồm Kinh Dịch, Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Nhạc và Kinh Xuân Thu, mới có thể dùng làm chỗ y cứ. Sách Liệt Tử không nằm trong Lục Kinh sao có thể tin được? Đáp: Những gì Khổng Tử thuyết giảng trong suốt một đời được ghi chép truyền lại đến đời sau bất quá 100.000 phần, chỉ còn được một, làm sao có thể nói rằng tất cả đều được ghi chép trong Lục Kinh? Liệt Tử quả thật là người học làm theo Khổng Tử, sống cách thời đại Khổng Tử không xa lắm. Liệt Tử, tức tác giả của sách Liệt Tử, tên là Liệt Ngự Khấu. Tuy không có tư liệu nào nói chắc chắn về năm sinh năm mất của ông, nhưng theo các dữ kiện được ghi chép về một số nhân vật tương quan cùng thời với ông, người ta đoán rằng ông có thể đã sống vào khoảng hơn 100 năm sau Khổng Tử. Nên lời nói của ông không thể không có căn cứ, do đâu ông ta lại có thể biết được rằng mấy trăm năm sau đạo Phật sẽ truyền đến xứ này mà dự báo. Hơn nữa, sao không nói đến phương hướng nào khác lại đúng là phương Tây, nơi Đức Phật đản sinh? Hỏi: Đời thượng cổ không có Phật, nhưng đời sau đều xưng tụng thời ấy là thái bình yên ổn, đời sau này được biết có Phật, ngược lại phong hóa đạo đức ngày càng suy đồi, như vậy thì đạo Phật nào có ích lợi gì cho dân, cho nước? Đáp: Chư Phật ra đời chính là vì muốn cứu độ chúng sinh thời suy mạc, ví như vì thấy tối tăm nên mới thắp đèn, không phải do việc thắp đèn làm khởi sinh sự tối tăm. Thiên hạ loạn lạc thảy đều là do những kẻ hung hăng, dâm loạn, bạo ngược, hoàn toàn không tin Phật pháp. Đã từng thấy có người nào ăn chay bỏ rượu mà làm việc giết người cướp của, hoặc có ai đã gửi thân vào tự viện mà làm việc giết vua xoán ngôi hay chưa? Lưu Tống Văn Đế từng nói rằng: Nếu như cả nước đều được sự cảm hóa của Phật pháp, ắt ta có thể ngồi yên mà hưởng thái bình. Trích từ sách Tống Thư, chú giải của soạn giả. Đường Thái Tông đích thân viết lời tựa cho Tam Tạng Thánh Giáo. Cách gọi trang trọng chỉ 3 tạng kinh điển của Phật giáo, bao gồm Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng, hết lòng tôn sùng, nói với Hầu Cận rằng: Phật pháp rộng sâu, không gì hơn được. Khi Pháp sư Huyền Trang viên tịch, Đường Cao Tông than rằng: Ta đã mất đi một quốc bảo. Vua đau đớn than khóc, trong 5 ngày liền sau đó không tiết triều. Đường Huyền Tông được nghe Pháp sư Thần Quang nói về ân đức của Phật đối với chúng sinh, xúc động than rằng: Ân đức của Phật rộng sâu mênh mông như thế, nếu không nhờ Pháp sư giảng giải thì không thể nào hiểu thấu. Nay ta xin phát nguyện, đời đời kiếp kiếp
kính ngưỡng vâng theo Phật Pháp. Vào triều Tống, các vua như Tống Thái Tổ, Tống Thái Tông, Tống Chân Tông, Tống Nhân Tông, Tống Cao Tông, Tống Hiếu Tông, tất cả đều quy hướng về đạo Phật, tinh cần nghiên cứu chuyên sâu giáo Pháp, hoặc đích thân đến chùa lễ Phật, hoặc cung thỉnh chư Tăng vào tận cung cấm thuyết Pháp để được học hỏi đạo Pháp. Chi tiết những chuyện này có thể xem trong sách sử thời Đường, Tống, Như Kê Cổ Lược, Văn Hiến Thông Khảo, Bắc Sơn Lục, Trịnh Cảnh Trọng Gia Tập, vân vân, chú giải của soạn giả. Vì thế nên từ xưa đến nay, những người có trí tuệ đa phần đều quy hướng theo Phật Pháp. Vì những người tin sâu Pháp Thiền, trong quá trình tu tập hành trì lại thật sự có chỗ chứng ngộ. Xin lược kể một số người như Hứa Huyền Độ, tức Hứa Tuân, Lưu Di Dân, tức Lưu Trình Chi, Chu Đạo Tổ, tức Chu Tục Chi, Lôi Trọng Luân, tức Lôi Thứ Tông, Tôn Thiếu Văn, tức Tôn Bính, Trầm Hư Văn, tức Trầm Ước, Tống Quảng Bình, tức Tống Cảnh, Vương Ma Cật, tức Vương Duy, Vương Hạ Khanh, tức Vương Tấn, Đỗ Hoàng Thường, tức Đỗ Hồng Tiệm, Bạch Lạc Thiên, tức Bạch Cư Dị, Lý Tập Chi, tức Lý Cao, Bùi Trung Lập, tức Bùi Độ, Bùi Công Mỹ, tức Bùi Hưu, Lữ Thánh Công, tức Lữ Mông Chính, Lý Văn Tĩnh, tức Lý Hàn, Vương Văn Chính, tức Vương Đáng, Dương Đại Niên, tức Dương Ức, Duẩn Sư Lỗ, tức Duẩn Thù, Phú Trịnh Công, tức Phú Bật, Văn Lộ Công, tức Văn Ngạn Bác, Dương Thứ Công, tức Dương Kiệt, Vương Mẫn Trọng, tức Vương Cổ, Triệu Thanh Hiến, tức Triệu Biện, Chu Liêm Khê, tức Chu Đôn Di, Thiệu Nghiêu Phu, tức Thiệu Ung, Trương An Đạo, tức Trương Phương Bình, Hoàng Lỗ Trực, tức Hoàng Đình Kiên, Trần Oánh Trung, tức Trần Quán, Trương Vô Tận, tức Trương Thương Anh, Trương Tử Thiều, tức Trương Cửu Thành, Trương Đức Viễn, tức Trương Tuấn, Vương Hư Trung, tức Vương Nhật Hư, Phùng Tế Xuyên, tức Phùng Tiếp, Lữ Cư Nhân, tức Lữ Bản Trung, Lưu Bình Sơn, tức Lưu Tử Huy, Lý Hán Lão, tức Lý Bính. Về những người kính ngưỡng Phật Pháp, thấu hiểu giáo lý đạo Phật thì có những vị như Dương Thúc Tử, tức Dương Hổ, Vương Mậu Hoành, tức Vương Đạo, Tạ An Thạch, tức Tạ An, Hà Thứ Đạo, tức Hà Sung, Vương Dật Thiếu, tức Vương Hy Chi, Vương Văn Độ, tức Vương Thản Chi, Tạ Khang Lạc, tức Tạ Linh Vận, Chữ Quý Giả, tức Chữ Bầu, Tiêu Thời Văn, tức Tiêu Vũ, Phòng Kiều Niên, tức Phòng Huyền Linh, Đỗ Khắc Minh, tức Đỗ Như Hối, Ngụy Nguyên Thành, tức Ngụy Chinh, Ngu Bá Thí, tức Ngu Thế Nam, Chữ Đăng Thiện, tức Chữ Toại Lương, Nhan Lỗ Công, tức Nhan Chân Khanh, Lý Thế Bạch, tức Lý Bạch, Lý Nghiệp Hầu, tức Lý Bí, Liễu Tử Hậu, tức Liễu Tông Nguyên, Lý Tuấn Chi, tức Lý Bột, Khấu Lai Công, tức Khấu Chuẩn, Phạm Văn Chính, tức Phạm Trọng Im, Hàn Ngụy Công, tức Hàn Kỳ, Đỗ Kỳ Công, tức Đỗ Diễn, Tăng Minh Trọng, tức Tăng Công Lượng. Hai anh em họ Tô là Tô Tức và Tô Triệt, Lữ Hối Thúc, tức Lữ Công Trước, Uông Ngạn Chương, tức Uông Tảo, Lý Bình Sơn, tức Lý Chi Thuần, Trương Kính Phu, tức Trương Thức, Lữ Đông Lai, tức Lữ Tổ Khiêm, Lưu Tỉnh Trai, tức Lưu Mật. Về những bậc tài danh đức độ đáng tôn kính trong thời đại gần đây, tức thời đại của tiên sinh An Sĩ, có những vị như Triệu Tùng Tuyết, tức Triệu Mạnh Phủ, Tống Cảnh Liêm, tức Tống Liêm, Chu Tuân Như, tức Chu Thầm, Từ Đại Chương, tức Từ Nhất Quỳ, La Niệm Am, tức La Hồng Tiên, Đường Kinh Xuyên, tức Đường Thuận Chi, Triệu Đại Châu, tức Triệu Trinh Cát, Lục Bình Toàn, tức Lục Thọ Thanh, Lục Ngũ Đài,
tức Lục Quang Tổ, Ân Thu Minh tức Ân Mại, Tiết Quân Tái tức Tiết Huệ, Vương Yểm Châu tức Vương Thế Trinh, Tôn Tử Tương tức Tôn Thần, Đặng Định Vũ tức Đặng Dĩ Tán, Phùng Cụ Khu tức Phùng Mộng Trinh, Ngô Trường Nhụ tức Ngô Thuần Hy. Ba anh em nhà họ Viên là Viên Tông Đạo, Viên Hoành Đạo, Viên Trung Đạo. Hai anh em nhà họ Đào, Đào Vọng Linh, Đào Tích Linh, Tiêu Y Viên tức Tiêu Hoành, Hoàng Thận Hiên tức Hoàng Huy, Vương Vũ Thái tức Vương Khẳng Đường, Chung Bá Kính tức Chung Tinh. Về những vị đạo cao đức trọng được người đời xưng tụng thì có những vị như Bạch Sa tức Bạch Hiến Chương, Dương Minh tức Dương Thủ Nhân. Về những vị có thể đứng ra làm tông chủ đạo học, giảng bày chỉ dạy phù hợp với tông chỉ thiền môn chính thức được truyền thừa thì có các vị như Vương Long Khê tức Vương Kỳ, La Cận Khê tức La Nhữ Phương, Chu Hải Môn tức Chu Nhữ Đăng, Dương Trinh Phục tức Dương Khởi Nguyên. Họ đều là những người đối với Phật Pháp có sự nghiên cứu và thể nhập sâu xa. Ôi, nếu như Pháp Phật không phải là phương tiện tối thượng chân chánh, giúp ích cho việc giáo hóa trị an, thì làm sao có thể được những bậc hiền nhân, đức độ, khâm phục, kính cẩn, tin theo nhiều như thế? Những sự tích trên có thể tìm xem trong 21 bộ chính sử cùng các văn tập ngữ lục, chú giải của soạn giả. Những ai tu tập răng ngừa dâm dục, mong muốn vượt qua con sóng dữ trong bể ái ân, quả thật không thể không lưu tâm đến điều này. Lời bạc, những sách khuyến thiện mà người đọc vừa xem qua đã cau mày khó chịu, ắt không thể lưu hành rộng rãi, truyền lại về sau, nhưng vừa mở sách ra đã khiến người ta tán thưởng ngay, ắt cũng không thể truyền lại về sau. Vì sao vậy? Một đàn vì quá thâm sâu uyên áo, một đàn lại quá thô thiển cạn cợt, đều khó được người xem chấp nhận lâu dài. Sách này của thầy tôi tuy hướng đến sự răn ngừa dâm dục nhưng lại hết sức chân thành muốn giúp người vượt thoát sinh tử, e rằng cũng là quá thâm sâu uyên áo. Tuy nhiên, hàng ngày vào những lúc thanh vắng yên tĩnh, nếu đem mối lo sinh tử ra mà tự vấn lòng mình, hẳn là ai ai trong chúng ta cũng không thoát khỏi. Với cái tâm niệm biết mình không thoát khỏi như thế mà mang sách này ra nghiền ngẫm lại, ắt sẽ thưởng thức được những điều thú vị. Sau đó mới hiểu ra được chỗ học thức sâu rộng cùng với tâm từ bi chí thiết của người soạn sách. Đến lúc ấy thì những kẻ trước đây cao mày ắt cũng đều sẽ hân hoan tán thưởng. Cho nên sách này hiện nay đang lưu hành hết sức rộng rãi, mà trong tương lai rồi cũng sẽ được khắc bản lưu truyền không dứt, đó là điều có thể đoán chắc được. Viết tại Ngô Sơn, môn đệ là Trần Tuyên Thánh Lai Thị, kính cẩn bái lạy ghi lại. Bài tụng Bất Tịnh Quán của Pháp Sư Tịnh Am. Lời tựa: Đức Phật vì những chúng sinh nhiều tham dục nên chỉ dạy pháp quán bất tịnh. Thực hành pháp quán này lâu ngày thuần thục, tự nhiên trừ dứt được tham dục, có thể vượt qua được con sông luyến ái, siêu thoát sinh tử luân hồi. Nhân lúc thanh nhàn, tôi có xem qua bộ luận Đại Trí Độ. Đại Trí Độ Luận tổng cộng 100 quyển, do ngài Cư Ma La Thập dịch sang Hán ngữ, được xếp vào Đại Chánh Tạng thuộc tập 25, kinh số 1509. Mượn lấy ý tưởng từ đó mà làm ra bài tụng này, dùng để tự nhắc nhở cảnh tỉnh bản thân, cũng là nhắc nhở cảnh tỉnh người đời. Quán tưởng cái chết. Pháp quán tưởng này được thực hiện trước tiên, đặt nền móng căn bản cho chính phép quán tiếp theo bên dưới. Chú giải của soạn giả: trong nguyên tác, tất cả các thi kệ trong phần này đều được làm theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt. Khi việc dịch, chúng tôi đổi sang dùng thất ngôn tứ tuyệt để có thể chuyển tải được hết ý thơ.
Bao nhiêu luyến ái rồi cũng dứt, thân này xét kỹ được bao lâu. Rơi lệ khóc người đều vô nghĩa, mấy ai quán xét tự ban đầu. Quán xác chết trương sình, sinh thời bao dáng vẻ đẹp xinh, thoát chốc thành thay thối trương sình. Trước mắt những người đang son trẻ, mai sau có thoát được tử sinh. Quán xác chết với máu bầm xanh đen, da thịt đổi sang đỏ, trắng, vàng, máu bầm xanh tím rỉ tràn lan. Hãy nhìn cho kỹ thân xác ấy, mới hôm nào y phục xên sang. Quán xác chết hư hoại, da thịt ôi thôi vữa nát rồi, tim gan phè phổi lộ ra thôi. Nếu người sáng suốt như thật quán, tham luyến gì trong đống thịt hôi. Quán xác chết máu ứ tanh hôi, dung nhan tươi đẹp đã mất rồi, tử thi đầy máu ứ tanh hôi. Dù muốn nhìn qua phân đẹp xấu, cũng chỉ mơ hồ một dáng thôi. Quán xác chết thối rữa chảy mủ, xác người thối rữa khó nhìn thay, nồng nặc tanh hôi muốn tránh ngay. Ngờ đâu thân xác hôi tanh ấy đã từng son phấn biết bao ngày. Quán xác chết bị các loài thú sâu xé, chim thú chia nhau bữa thịt người. Người từng ăn chim thú suốt đời, ba tấc hơi ngừng người với thú, cũng đều thối rữa trắng xương phơi. Quán xác chết tan rã, người chết hình hài cũng rã tan, tứ chi xương cốt vải tràn lan. Xét kỹ hình dung xưa đẹp đẽ, giờ biết về đâu giữa mênh mang. Quán xương trắng, xương trắng nằm trơ giữa quạnh hiu, khi còn đi lại ngỡ yêu kiều. Nhưng dáng yêu kiều xưa là giả, vẻ thật ngày nay có đáng yêu. Quán xác chết hỏa thiêu, hừng hực bốc cao ngọn lửa hồng, di hài bỗng chốc đã hóa không. Hãy nhìn đám khói bay lên đó, có thể khởi lòng tham luyến không? Những thi kệ trên chỉ nêu sơ lược điểm cốt yếu của các phép quán, chưa có sự quán xét sâu xa và phân tích kỹ. Vì thế dưới đây tiếp tục nêu rõ hơn. Quán tưởng cái chết lần hai, người thân yêu nay vĩnh biệt rồi, mắt nhìn chẳng nở dạ bồi hồi. Thần thức vừa lìa ra khỏi xác, di thể nhập quan khóa chặt thôi. Đêm khuya nhà trống đèn leo lắc, gió thu trướng lạnh hắt từng hồi. Khuyên ai đang lúc còn sinh lực, sớm tĩnh tâm quán lúc lìa đời. Quán xác chết trương sình lần hai, hơi dừng thân lạnh khí phát sinh, thi hài thoát chốc đã trương sình. Thân thể căn phòng như túi nước, bụng như dưa héo nhìn phát kinh. Nước rỉ từ thân bao nhơ nhớp, ruồi nhặn đua nhau đến rập rình. Một lớp da che không sớm biết, lầm lạc bao năm đáng hận mình. Quán xác chết với máu bầm xanh đen lần hai, thay phơi nắng gió giải vài phen, màu sắc chuyển sang vàng xanh đen. Da khô vữa nát rơi từng mảng, xương cốt nửa phần cũng rã tan. Tai mũi giờ đây thành hốc lõm, dây gân từng đoạn đứt ngổn ngang, ví như tượng đá thường câm lặng, nhìn cảnh thê lương cũng lệ tràn. Quán xác chết hư hoại lần hai, da bọc quanh thân vừa rơi rã, hình thể liền tan nát xót xa. Bụng như dưa nứt bày gan ruột, dòi bọ từ trong khoét đường ra. Dây khô vô tình quấn tóc rối, rêu ẩm mọc lan nát lụa là, nhắn gửi người đắm mê hình sắc, thôi đừng tô điểm túi phân da. Quán xác chết máu ứ tanh hôi lần hai, trơ trơ nằm đó khói máu đông, ngàn năm bất động người còn không.
bê bết lẫn trong lùm cỏ dại, ngổn ngang bụi đất cũng ố hồng. Còn đâu ảo tưởng phân đẹp xấu, đâu kẻ nam nhi khách má hồng, đáng thương kẻ mê nơi mắt thịt, nhận giả làm chân mãi chạy rong. Quán xác chết thối rửa chảy mũ lần hai. Da mỏng bồi giấy rách khác chi, thịt thối canh thiêu càng đổ đi, mũ máu hôi tanh từ trong rỉ, ruồi nhặn tranh nhau rút tử thi. Như kẻ ăn lòng lợn nôn mửa, như người tắm chó nước sạch chi. Nếu không ghê tởm thấu xương tủy, làm sao dứt được khói tình si. Quán xác chết bị các loài thú sâu xé lần hai. Xác quẳng ra muôn loài sâu xé, có phần nào còn được vẹn nguyên? Chẳng đủ no lòng bao quả đói, chưa hết cơn thèm lũ chó điên. Ngày nay đang sống không tự liệu, lúc thân tàn ai kẻ tương liên. Khi ấy không bằng loài dê lợn, thịt chúng còn mang bán được tiền. Quán xác chết tan rã lần hai. Thịt xương bỗng chốc rã tan mau, thân người chẳng biết theo về đâu. Nào chỉ dung nhan hình thể mất, cho đến tuổi tên cũng còn đâu. Mấy khóm cỏ thu đời dài vắng, thịnh suy xin hỏi gió qua cầu. Người ơi xin hãy xem xét kỹ, ngọn nguồn sinh tử khởi từ đâu. Quán xương trắng lần hai. Da thịt giờ đây rã tan rồi, chỉ còn xương trắng nằm trơ thôi. Gió mưa thêm đổi màu rêu mốc, nước tràn in dấu đất tinh khôi. Trùng kiến không mời thường kéo đến, cháu con mong ngóng vắng xa rồi. Phong lưu một thuở giờ đâu nữa, một khối sầu ôm hồn chơi vơi. Quán xác chết hỏa thiêu lần hai. Xương khô lửa dữ quyện vào ngay, phút giây cuồn cuộn ngút trời bay. Hừng hực lửa hồng thiêu trời đỏ, ngùn ngụt khói đen phủ ngọn cây. Vọng niệm theo tro tàn tiêu tán, chân tâm như mặt nhật hiển bày. Muốn thoát luân hồi vượt sinh tử, phải tinh cần tu phép quán này. Bài tụng tứ niệm xứ của Pháp Sư Tĩnh Am có kèm theo lời tựa chú giải của soạn giả. Khi sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật có dặn lại các vị tỳ kheo về sau hãy dựa vào phép quán tứ niệm xứ mà tu tập an trụ, sẽ được như Phật không khác. Ngày nay lại thời mạt pháp, người tu chính niệm rất ít. Nhìn lại pháp môn này càng không thấy ai tu tập. Chẳng những không hiểu được nghĩa lý mà e rằng cho đến tên gọi của pháp môn này cũng không mấy ai biết đến, thật đáng buồn thay. Nhân lúc ở giữa núi rừng được vô sự, tôi có đọc qua Phẩm Di Giáo trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, liền mượn lấy ý tưởng từ đó rồi dùng vần điệu mà làm ra những bài tụng này, giúp cho người ngâm bệnh, đọc tụng có thể tăng trưởng chính niệm, trừ diệt vọng tâm. Nếu đặt những lời này gần bên chỗ ngồi, hàng ngày xem thấy có thể tự cảnh tỉnh, đồng thời cũng nhờ đó không quên đi những lời dặn dò răn nhắc của Đức Thế Tôn. Quán thân bất tịnh, một niệm đảo điên vừa sinh khởi, huyễn thân duyên hợp đã hiện rồi. Một bọc chứa đầy bao máu mủ, trong ngoài trên dưới rặt tanh hôi, da như giấy mỏng che máu thịt, dây ràng gân buộc giữa xương thôi. Lông mọc trên người như cỏ dại, trùng bọ trong thân khắp mọi nơi. Tim gan phèo phổi toàn nhơ nhớp, khăn áo xênh sang lấp liếm thôi. Bốn đại bốn là hư huyễn cả, sáu căn không thật quá rõ rồi. Nói năng phát tiếng nhờ hơi gió, chuyển động đều do khí xoay vần. Cưỡng ép phân chia nam với nữ, hư danh đối đãi lập chủ trần.
ba thước đất gò trăm năm dứt, một nấm mồ muôn thuở gửi thân, sang hèn rồi cũng buông tay trắng, hiền ngu đồng phận đáng tương lân, luống kiếp sinh ra toàn vô nghĩa, ai người nhận biết cội nguồn chân. Quán thọ là khổ, hỏi xem muôn khổ từ đâu tới, mới hay do cảm thọ sinh tình, vừa nhận chút tình yêu với ghét, bám chấp ghét bỏ liền khởi sinh, ngay khi vừa thịnh suy liền đến, giờ nhục là do trước đã vinh, từ trong thân thích sinh oán đối, giữa chỗ vui mừng khổ phát sinh. Vương Tạ danh gia còn đâu nữa, Lưu Tào hai nước cũng tan tành, buồn vui ngẫm lại đêm trường mộng, thắng bại cuộc cờ ai nhục vinh, sự đời luôn chẳng theo như ý, đói nghèo bệnh khổ bóng theo hình, thần tài mời gọi ít khi đến, quỷ bần đuổi mãi cứ quẩn quanh, hối hả một đời chỉ vô ích, uất ức bao phen chứa bất bình, không cầu đâu ngại chi quý tiện, biết đủ thiếu dư cũng mặc tình, diệu lý chân không vừa nhận rõ, buồn lo vui thích dứt mầm sinh. Quán tâm vô thường, tâm vọng nếu không nơi bám víu, thể tánh rốt cùng sẽ ra sao? Đuốc trong gió lập lòe chớp lóe, thuyền dạt trôi mặt biển nhấp nhô, một căn nhà mở ra sáu cửa, sáu anh em cùng trải giang hồ, rối rắm mỗi người một cõi riêng, ngổn ngang trăm mối đều khác biệt, màu sắc chợt vàng lại chợt xanh, âm thanh khi động rồi khi tỉnh, mũi ngửi thối thơm tùy mỗi lúc, lưỡi nếm mặn nhạt thường đổi thay, nóng lạnh bất chợt thân thường biết, yêu ghét hai đường ý theo ngay. Trần cảnh dứt rồi tâm an ổn, tình đã không trí bám vào đâu, lật nhào tận đáy hang năm dục, đảo ngược tầng tầng ổ sáu căn. Giặc cướp về cải tà quy chánh, chim chóc mừng vui thoát lưới xa, đến khi bừng ngộ lẽ thường trụ, vọng niệm trùng trùng thảy tiêu ma. Quán pháp vô ngã, các pháp do nhân duyên khởi sanh, nào phải do người định mà thành, nhân duyên có sanh ác có diệt, niệm khởi đôi bên liền phân tranh, người muốn được hóa ra lại mất, kẻ mong nhàn cứ phải chạy quanh, sợ lạnh đông triền miên không dứt, ghét nóng hạ càng chẳng qua nhanh, nghèo khổ ước mong ngày giàu có, già yếu mơ hoài lúc tuổi xanh, người người ai cũng mong thuận lợi, nào ai lại thích chuyện bất thành, đạt tâm tự tại ấy là chủ, nay đổi mai thay lẽ đâu thường, lìa khỏi các căn niệm nào khởi, thức đã không rồi cảnh chẳng vương, trong ngoài xét kỹ đều không cả, nơi trung gian tìm lẽ chân thường, khi sáu cửa không không vắng lặng, một tòa rực rỡ dưới ánh dương, chỉ cần duyên dứt trần lao tận, an nhiên thường trụ đại giác vương. Lời thưa: trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng pháp thí thắng mọi thí, thực hành pháp thí là chia sẻ truyền rộng lời Phật dạy đến với mọi người. Mỗi người Phật tử đều có thể tùy theo khả năng để thực hành pháp thí bằng những cách thức như sau: 1. Cố gắng học hiểu và thực hành những lời Phật dạy. Tự mình học hiểu càng sâu rộng thì việc chia sẻ bố thí pháp càng có hiệu quả lớn lao hơn. Nên nhớ rằng việc đọc sách còn quan trọng hơn cả việc mua sách. 2. Phải trân quý kinh điển, sách vở in ấn lời Phật dạy. Khi có điều kiện thì mua, thỉnh về nhà để tự mình và người trong gia đình đều có điều kiện học hỏi, làm theo. Không nên giữ làm của riêng, mà phải sẵn lòng chia sẻ, truyền rộng, khuyến khích nhiều người khác cùng đọc và học theo. Không nên để kinh sách nằm yên
đóng bụi trên kệ sách, vì kinh sách không có người đọc thì không thể mang lại lợi ích. 3. Tùy theo khả năng mà đóng góp tài vật, công sức để hỗ trợ cho những người làm công việc biên soạn, dịch thuật, in ấn, lưu hành kinh sách để ngày càng có thêm nhiều kinh sách quý được in ấn, lưu hành. Thông thường, việc chi tiêu một số tiền nhỏ không thể mang lại lợi ích lớn, nhưng nếu sử dụng vào việc giúp lưu hành kinh sách thì lợi ích sẽ lớn lao không thể suy lường. Đó là vì đã giúp cho nhiều người có thể hiểu và làm theo lời Phật dạy. Mong sao quý Phật tử khắp nơi đều lưu tâm đóng góp sức mình vào những việc như trên. Tinh yếu thực hành pháp thí, mua thỉnh kinh sách về đọc tự mình sẽ được rất nhiều lợi ích, chia sẻ truyền rộng bằng cách cho mượn biếu tặng kinh sách đến nhiều người thì lợi ích ấy càng tăng thêm gấp nhiều lần. Đóng góp công sức tài vật để hỗ trợ công việc biên soạn, dịch thuật, giảng giải, in ấn, lưu hành kinh sách thì công đức lớn lao không thể suy lường, vì có vô số người sẽ được lợi ích từ việc lưu hành kinh sách. Những văn chương khuyến thiện, khuyên đời thật sự rất nhiều, thoạt nhìn qua như trường giang đại hải, thật rất đáng mừng. Nhưng khảo sát cho thật kỹ thì mới thấy gần như chỉ cần một vài câu đã tóm lược được hết ý tứ. Sách này nỗ lực vượt qua hạn chế đó, nên trong phần phương pháp tu tập cố gắng dùng lời đơn giản mà ý hàm xúc, tuy chỉ nói lời răn nhắc sự dâm dục nhưng cũng gồm đủ hết thảy những phương pháp ứng xử tu tập ở đời. Mong rằng người xem đừng như cưỡi ngựa xem hoa, sẽ uổng phí đi sự dụng tâm khó nhọc của người biên soạn. Những phần luận về răn ngừa sự dâm dục trong sách này có những điều vì giúp bảo vệ hạnh phúc gia đình mà nêu ra, có những điều vì giúp giữ gìn sức khỏe khang kiện mà nêu ra, có những điều nhằm tạo phúc tiêu tai, có những điều nhằm tu tâm dưỡng tánh, lại cũng có những điều nhằm đến chỗ siêu việt tử sinh, vượt thoát ra ngoài ba cõi, cũng giống như các phương thuốc khác nhau được bày ra đủ cả. Nhưng mỗi người phải tự biết bệnh mình để chọn dùng những gì thích hợp. Trích phần thể lệ biên soạn.